một hai ba uống xuống uống luôn đi rồi lại đây này. Mày viên vô khỏi bên kia có lộn khác nữa đi. Sinh nhật tuổi 45 nên mình phải làm trò gì cho nó đặc biệt. Bây giờ mình đứng lắc 3 phút. Mày thường mỗi năm mình chụp hình không? Mày ăn sáng đi, nghỉ cho đi. Lắc đủ à? Ricardo á. Lắc đủ 3 phút là có thể đưa lên YouTube được. Con người cơ hội. Có ai nhảy phụ ba không kìa? Vô nhảy phụ ba kìa. Bụng kìa. Bụng mấy phút rồi mới có 35 giây thì đó nha lâu vậy rồi. Có kiểu gì nữa không kiểu gì đi rồi kiểu cuốn vụ rồi trời ơi đi vô lắc phụ ba tập thể dục luôn tập thể dục luôn 1 phút rồi. Tiếp theo nhớ đây. Ồ, quên nữa kiểu lạ. Lạ gì? Sông nước. Ai thì khá bảnh đi. Rồi. Các bạn đi. Nói. Bay lên trời luôn. Tao mày vô với ba, tao mày vậy mới tính đây. Tao mày đừng nhảy trúng bánh kem nha. À, vậy hả? Rồi, ngủ quá đi. 3 phút ra. Không đủ 3 phút là không tính tiền đâu đó. Nhìn nè ba, nhìn nè ba. Nó mà nói gì vậy? Giống ông quá vậy? La có quạt được không? Cái mày làm gì vậy? Hả? Mai ngủ quá hả? Gì vậy? Bữa nay là ngày gì mà sao nhảy nhóc như vậy? Hả? Phơ lại mở đèn vàng rồi trước phơ. Phơ có cái chiêu gì? Nút có trong nha, nút có trong nha, phơ nút có trong nha. Mà thêm hai lần là nó vàng lúc này đây. Trời, lâu đủ 3 phút mới vậy. Lên đó rồi sao không đủ 3 phút mới vậy 2 phút 37 giây ồ sắp 3 phút rồi rồi 3 phút bắt đầu YouTube. Chị ơi.